Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức tin. Sự tích bảy sắc cầu vồng. Xưa lắm rồi, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau. Màu nào cũng tự cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được ưa chuộng nhất. Màu lục bắt đầu, dĩ nhiên là tôi quan trọng nhất. Tôi là biểu tượng của sự sống và niềm hy vọng. Tôi được chọn để tạo thành cỏ cây. Thiếu tôi, cảnh vật sẽ tiêu điều. Hãy nhìn vạn vật xung quanh, các bạn hẳn thấy tôi đúng. Màu xanh ngắt lời, bạn chỉ nghĩ đến những gì trên mặt đất. Hãy ngước nhìn trời xanh và dõi ra biển biếc. Từ đáy biển sâu đến chín tầng mây cao, sự sống tồn tại được đều nhờ vào nước. Trời xanh bao la mang hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có thanh bình, muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ. Màu tím cãi lại, tôi là màu của sức mạnh. Từ vua quan đến hàng giáo phẩm đều chọn màu của tôi, vì tôi tượng trưng cho quyền uy và thông thái. Ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và cùng phục. Màu vàng cười vang. Sao toàn là chuyện nghiêm túc quá thế? Tôi cho rằng chỉ có tôi mới mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời mà thôi. Này nhé, mặt trời vàng, mặt trăng vàng, các vì sao vàng, tất cả đem lại sự vui tươi và nụ cười cho toàn thế giới. Vắng tôi là thiếu hẳn đi niềm hân hoan. Đến lượt màu cam tự khen. Tôi là màu của sức khỏe, của sự đổi mới. Có lẽ tôi là một màu quý vì tôi phục vụ mọi nhu cầu của con người. Tôi mang các sinh tố quan trọng nhất. Hãy nhìn các loại trái cây thì biết tôi ít khi có mặt. Nhưng khi tôi nhuộm bầu trời bình minh hay bầu trời hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của tôi khiến không còn ai nhớ đến các bạn nữa. Màu chàm tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt. Các bạn hãy nghĩ đến tôi xem nào. Tôi là màu của sự tĩnh lặng. Phải để ý đến tôi vì thiếu tôi các bạn sẽ trở nên hời hợt, thiếu sâu sắc. Tôi đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Ai cũng cần tôi để có được một cuộc sống cân bằng, cũng như tạo nên sự khác biệt. Tôi hữu dụng cho lòng tin, những giây phút trầm tư an lạc nội tâm. Đến lúc này màu đỏ không thể kiềm chế được nữa, nó quát to. Ta đây mới đích thị là xếp sòng. Ta là máu, là sinh lực. Ta là màu báo nguy, màu của sự can đảm. Ta là lửa, ta là màu của đam mê, của tình yêu, của hoa hồng, của hoa anh túc. Thiếu ta, địa cầu sẽ ảm đạm như mặt trăng kia. Và rồi các màu lại tiếp tục khoe khoang. Mỗi màu tự cho mình mới là quan trọng thật sự. Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng. Bỗng nhiên một tia chớp xẹt đến, tiếp theo sau là một tiếng sét to. Mưa như thác đổ xuống các màu, khiến chúng phải sát cánh lại để che chở cho nhau. Mưa nói, thật là ngốc nếu các bạn mãi chống đối nhau. Các bạn không biết rằng mỗi màu được tạo ra cho một mục đích rõ ràng sao? Mỗi màu đều có một tính cách độc nhất và đặc biệt trong thế giới này. Hãy bắt tay nhau và cùng đến với tôi. Các màu nghe có lý và làm theo lời đề nghị của mưa. Chúng đến bắt tay nhau. Mưa khuyên tiếp, từ giờ trở đi, khi nào mưa, mỗi bạn hãy nổi lên thành một cầu vồng trên bầu trời để chứng tỏ các bạn đã chung sống hòa bình. Cầu vồng là hình ảnh của sự hy vọng và giải hòa. Thánh kinh kỹ thuật nguồn gốc của cầu vồng, sau trận đại hồng thủy, toàn thể nhân loại đều bị hủy diệt, chỉ trừ gia đình của ông Noe. Ông tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời, đóng chiếc tàu để bảo vệ gia đình mình khỏi cơn nước lụt. Đức Chúa Trời lập một giao ước với ông Noe. Ông đại diện cho nhân loại.
rằng Ngài sẽ không hủy diệt con người bằng nước lụt nữa. Sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện. Đó là dấu ấn lời hứa của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Trời phán, đây là dấu hiệu về giao ước ta lập giữa ta với các con và mọi sinh vật ở với các con, cho đến các thế hệ mãi về sau. Ta đặt cầu vồng của ta trên mây. Nó sẽ là dấu hiệu về giao ước giữa ta và địa cầu. Khi nào ta gom góp mây trên đất và cầu vồng hiện ra, thì ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập cùng các con và cùng mọi loài sinh vật, và nước sẽ chẳng trở thành hồng thủy tiêu diệt mọi sự sống nữa. Khi cầu vồng mọc trên mây, ta sẽ thấy nó mà nhớ lại giao ước đời đời giữa ta và mọi sinh vật sống trên mặt đất. Vậy Đức Chúa Trời nói với Noê, đây là dấu hiệu về giao ước mà ta đã lập giữa ta và mọi loài sinh vật trên đất. Sáng Thế Ký đoạn 9 từ câu 12 đến câu 17. Sang thời kỳ Tân Ước, một lần nữa Chúa lập giao ước mới con người qua huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đổ huyết ra trên thập tự giá, chịu chết thay cho nhân loại. Nếu ai tiếp nhận sự chết thay của Ngài cho cá nhân mình, người ấy nhận được sự tha tội và sự sống đời đời. Mời bạn hãy mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 28 chép rằng, Chúa Giê-xu phán, đây là huyết ta, huyết của giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Chúa yêu thương bạn. Amen.